Vừa đến Việt Nam, Amy Fukuda đã diễn cảnh những cậu nhóc ngây thơ và bà chị hàng xóm may mắn. Thông tin diễn viên phim hành động Nhật Bản Amy Fukuda đến Việt Nam hiện đang gây sốt trên hầu hết các diễn đàn mạng xã hội. Mới đây, idol đã cập nhật những hình ảnh mới nhất khi đặt chân tới Hà Nội kèm theo dòng trạng thái "Tôi yêu Việt Nam". Theo đó, nữ diễn viên đã được thưởng thức ẩm thực Hà Nội gồm bún chả và phở cuốn. Cô cũng dạo quanh Hồ Gươm và phố đi bộ để giao lưu với fan hâm mộ. Dù là sao ngoại nhưng cô nàng lại nhận được sự yêu mến của khá đông fan Việt, đặc biệt là nam giới. Thậm chí, tên tuổi của cô còn được nhiều fan nhí đón nhận. Tuy nhiên, về phần công việc khiến nữ idol JAV sang Việt Nam vẫn chưa được công bố, nhưng đây có thể là một dự án giải trí mới của chị đẹp.